niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân, các anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phúc mặc niệm bắt đầu. Trong đêm vắng, ngàn tiếng quân gieo hò để mở đầu những trận đánh kinh hồn. Máu đổ thay phơi trên chiến trường, nhưng những người trai anh hùng của quê hương vẫn quyết liều thân cho sông núi, một đi không hẹn ngày trở lại. Tiếng kèn thúc quân đang dồn dập như lời Tổ quốc kêu gọi đàn con hy sinh cho đại nghĩa, không nề hiểm nguy. Từ bao năm qua, dân Việt oai hùng ta đã đánh tan quân xâm lăng để bảo vệ quê hương thân yêu, chính là nhờ những người con dũng cảm đã xung phong theo tiếng kèn ngoài trận tuyến từng đợt tiến lên. Bài hát này Dạ Lan xin thân tặng tất cả các sư đoàn bộ binh, sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3, sư đoàn 5, sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 18, sư đoàn 21, sư đoàn 22, sư đoàn 23 và sư đoàn 25 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
về đâu. Việt Nam đời đời diệt quân Nguyên, quân lướt tới thay cái thay, máu tuôn rơi theo mộ đường, mấy nước chập trùng đi về đâu. Hỡi người em gái tôi thương, xin em đừng buồn trong ngày chia ly, và em hãy vui lên ngày anh lên đường. Chúng ta chỉ có một quê hương thanh bình khi nào bóng giặc thù không còn lẩn khuất trên vùng đất mẹ nữa. Ngày ấy, anh sẽ trở về bên em, dệt nốt đường tơ, sống bên nhau trọn đời. Em hiểu không? Nợ nước tình nhà hai vai đều nặng, nhưng đã là trai thời loạn, em hãy để anh dấn bước ra đi. Hẹn em một ngày về với vòng hoa chiến thắng và nguyên vẹn một trái tim yêu dành cho người tình chung thủy. Ngắm làng
hồi thăm thơ ngày. Trọn đời chúng tôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình là trai thời loạn. Một sớm anh lên đường dã từ xóm làng đi theo đơn vị chiến đấu bảo vệ quê hương. Tôi tiễn anh đi và đặt vào anh một niềm tin tuyệt đối, anh sẽ xứng đáng là người chiến sĩ oai hùng. Tôi và các bạn anh sẽ hẹn ngày tái ngộ cùng anh, sẽ lắng nghe anh kể các chuyện miền xa của đời lính chiến, gió núi mưa rừng, với tiếng đạn réo chen trong tiếng hô xung phong giết giặc. Trăng đầy rồi trăng lại khuyết, xuân qua hè tới, thu lại đông sang. Tuy sự chờ đợi có dài lâu, nhưng tôi vẫn tin tưởng có một ngày anh sẽ trở về trong vinh quang chiến thắng. Bài hát này Dạ Lan xin được tặng các anh chiến sĩ mũ đen của lực lượng thiết giáp anh hùng, và cũng xin được tặng cho các anh chiến sĩ pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người trai ơi chị
lại gặp anh. Đường khuya vui bước nhỏ, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối cây về nhà anh hóa nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Anh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây. Sống cuộc đời Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng cho sự sống còn của quê hương. Dấu giày bốt đờ xô của anh và các chiến hữu đã in lại trên khắp các địa danh Bình Giã, Đức Cơ, Pleime, Hạ Lào, vùng tam giác sắt ba biên giới. Mùa hè đỏ lửa 1972, anh đã tới cứ điểm Charlie để chặn sức tiến của hai sư đoàn địch. Nơi đây, anh đã giã từ vũ khí,
cùng với các bạn đồng đội hy sinh, để thân xác lại giữa núi rừng Công Tum Pleiku hoang lạnh. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bạn thân của người anh hùng nhảy dù đó, đã viết ra những lời ca vô cùng cảm động trong nhạc phẩm Tiếc Thương Ca Nguyễn Đình Bảo, Người ở lại Charlie. Tiếp anh chiều dừng thay anh.
một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Biệt động quân, những người chiến sĩ mũ nâu với uy hiệu thần hồ, oai hùng và dũng cảm, đã làm khiếp đảm địch quân qua những chiến trận kinh hồn tại Bình Long, An Lộc và trên khắp bốn vùng chiến thuật. Những chiến công từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau đã làm rạng danh bảy liên đoàn biệt động quân, những người chiến sĩ vô địch của những trận chiến sình lầy nước Đọng. Noi gương anh dũng của những bậc đàn anh, Trung tá Kiệt, tiểu đoàn 42 biệt động quân, Nguyễn Văn Dần, tiểu đoàn 44 biệt động quân và những anh hùng mũ nâu vô danh khác, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lân, tiểu đoàn 31 biệt động quân đã một sớm lên đường, thề quyết thi hành nhiệm vụ trai thời chiến. Tiễn đưa anh, có một lời hứa sắt son của người em gái hậu phương, kiên trì chờ đợi anh trở về trong vinh quang. Nhưng người chiến sĩ đó đã ra đi mãi mãi tại chiến trường Bình Long, bỏ lại sau lưng cả một vùng trời thương tiếc. Bài này tác giả thân tặng cho các anh chiến sĩ biệt động quân kiêu hùng. Băng mình vào sương gió sông.
tròn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi khi anh trở về, chính nhân ơi khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh tròn. Bên cạnh sự chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ mũ đỏ nhảy dù, quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn có một đơn vị tổng trừ bị nữa là Sư đoàn Thủy quân lục chiến. Những người chiến sĩ oai hùng mũ xanh, một đơn vị đã từng làm rạng danh tổ quốc qua những trận chiến oai hùng trên khắp bốn vùng chiến thuật, với một tinh thần Lê Hằng Minh, tiểu đoàn 2 Châu Điên bất khuất. Thủy quân lục chiến đã chiến thắng hiên ngang, dựng cờ lịch sử trên cổ thành Quảng Trị. Thủy quân lục chiến đã đập tan các sư đoàn địch trên chiến trường bên dòng sông Thạch Hãn. Mùa khói lửa 1968 Mậu Thân, các chiến sĩ mũ xanh này được danh dự bảo vệ Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, và trên con đường Hồng Thập Tự nối dài qua cầu sông Thị Nghè, Đại úy Bằng, người chiến sĩ anh hùng thủy quân lục chiến, đã bỏ mình trong lúc chiến đấu bảo vệ thủ đô Sài Gòn.